Hôm nay mình xin giới thiệu một lô hàng Dengo nắng rồng vàng. Đây là giống mới ha bạn ha, nhưng mà nở bông rất là đẹp. Mình có cả bông mẫu các bạn xem. Cái bông này mình ngắt từ cái chậu rồng vàng lớn á, nó nở bông rồi, cũng không phải cây xưa nha bạn, toàn bộ cái bông cũng là cây mới mà. Cái cây bự lớn cũng là cây mới. Mình có hai size là bán, một size lớn với một size rất lớn. Thì size này là size lớn. Hiện tại bây giờ mình đang bán cái cây rồng vàng vậy, thì phiên bản này nó chỉ có 30 cây, mình từ bữa giờ bán hết một mâm rồi, còn hai mâm nó khoảng tầm 20 cây các bạn ha. 20 cây rồng vàng. Cây bông này nó đã được nở bông rồi, lúc trước mình không dám bán rồng vàng vì nó không nở bông đúng là mình không có bán. Thì hôm nay là nó đã nở bông đúng cây rồng vàng, các bạn thấy nè. Lưỡi bành nè. Vàng bông ha. Lưỡi đẹp nhọn. Bông cũng to, không có nhỏ. Thì cái cây rồng vàng này thì hiện tại bây giờ là mình xin giới thiệu vài chục cây này để các bạn chơi. Chúng ta mua cây rồng vàng xưa thì đắt tiền quá, một hướng nó coi là 500-600 ngàn rồi, một chậu của nó cũng 900 ngàn. Còn bây giờ các bạn mua cái cây rồng vàng này thì nó cũng chỉ có 150 ngàn đồng thôi. Nên là phiên bản giới hạn, nó chỉ có 20 cây thôi mà đã nở bông, đã được kiểm chứng. Rồng vàng xưa đã được nở bông, đã kiểm chứng các bạn ha. Thì cái size cây này là size cây giới hạn, ít có. Thì ngoài ra thì mình còn chậu to loại rất lớn, mình xin giới thiệu các bạn ha. Thì rồi nó cũng nở bông rồi nè, nở rồi nó tưng bừng luôn. Cái này mình soda thôi ha. Đây, cây rồng vàng loại size rất lớn này thì 350 ngàn, size rất lớn này là 350 ngàn các bạn ha. Nó đã nở bông quá trời quá đất luôn rồi nè. Thì rồi là mình tưới phân nó quéo hết rồi mà. Tưới đó là một minh chứng mà là tưới phân lên hoa là không có hiệu quả, hư hết bông. Nhưng mà vườn mình thì nó các bạn nó phun búa xua hết đó, nên thành ra là nó bị một tình trạng như vậy. Tức là mình tưới phân lên hoa nó sẽ quéo bông nào ha, quéo này, nóng quá nó quéo đó. Thì cái loại size này các bạn có được rất là lớn ha. Lúc trước là cứ nhầm cây này với cây móng rồng, nhưng không phải, nó nở ra là nó vàng luôn. Cái móng rồng này nó trắng nhiều lắm. Và cái khuôn bông này là khuôn bông rồng vàng, lưỡi banh bự, còn cái móng rồng không bằng các bạn ha. Thì cái size lớn này thì các bạn mua thì nó cũng có được cái giá rất là bình dân để chúng ta chơi. Rồi vậy quay lại với cây rồng vàng ha, chúng ta có hai size, một size lớn 150 và size rất lớn này là 350. Cây rất lớn, rất là khỏe, to, bự, được mình chọn lọc và lựa chọn rất là kỹ lưỡng. Size rất lớn sẽ đảm bảo đáng đồng tiền cho các bạn chơi ha. Vì cây rất là bự, bông nó sẽ chi chít. Nhà các bạn nhớ là đừng có tưới phân bón lên bông giống như mình nha, để cho bông nó đẹp. Khi rồi nó đẹp lắm các bạn, bông nở đẹp vô cùng luôn. Mà rất tiếc là mình tưới lên bông nên nó bị hư như vậy. Hồi nãy có một cái bông hoàn chỉnh mình đưa các bạn xem á. Đó, đây là cái bông hoàn chỉnh nè các bạn ha. Bông hoàn chỉnh nè. Dạ các bạn nhớ nha, cuối cùng video này mình quay quy muốn chia sẻ là các bạn nên trồng cây này nắng cực kỳ, bông nó sẽ vàng rực các bạn ha. Nóng nắng nha, nắng cực kỳ thì bông nó sẽ vàng rực. Các bạn đừng trồng nó thiếu nắng nha các bạn. Thiếu nắng như chỗ mình nè, các bạn thấy tối là bị che rồi, không có làm được cái phần mà hậu cần như là làm vệ sinh cho nó nắng nhiều lên. Để khi nó nắng nhiều như các bạn trồng ở sân thượng thì mình đảm bảo một điều là cây các bạn sẽ nở bông vàng rực các bạn ha. Rồi Mai Quy cảm ơn các bạn đã xem video về cây món rồng vàng là xưa mà được gieo hạt và làm mới lại, hay gọi là cây rồng vàng mới. Cảm ơn các bạn nhiều, xin chào các bạn.